Thưa quý vị, trẻ em ngày nay chỉ cần một cái chạm tay là bước vào một thế giới rộng mở. Thế giới của công dân số nhiều điều thú vị để học hỏi nhưng cũng đầy rẫy những hiểm họa, rủi ro đối với trẻ. Tháng 5 vừa qua, câu chuyện bé trai 13 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh trốn gia đình đạp xe 200 km về Cần Thơ để thăm bạn gái quen qua mạng, khiến dư luận xôn xao. Đặc biệt là những phụ huynh có con đang tuổi dậy thì. Sau sự việc, nhiều người cho rằng nguyên nhân để cậu bé hành động như vậy một phần là do phụ huynh đã thiếu quan tâm đến con tuổi dậy thì, không dạy cho con cách kiềm chế cảm xúc cũng như tính đến hậu quả của sự liều lĩnh. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh các bậc phụ huynh cần sát sao với con em của mình hơn, nhất là khi các em nhỏ sử dụng mạng xã hội. Cả một thế giới trên cái điện thoại này. Thì con nít giờ nó lẹ lắm, nó tinh vi lắm, nó không ấy chứ không cần phải ai đấy. Có khi mấy tuổi nó đã điện thoại rồi. Nói chung là rất là rành đấy. Bây giờ phải quan tâm nhiều thì nó đỡ hơn. Chứ cứ mải công mải việc rồi kiếm tiền thì không quan tâm với bạn trẻ là đâm ra là cũng sau này đến lúc mà nó sa ngã rồi được khổ. Cha mẹ không thể nào quản lý các em mà hàng giờ hàng ngày trên các điện thoại được. Thì khi mình giao cái điện thoại thì mình không có quản lý được là nó đang coi cái gì cả. Mạng xã hội bây giờ nó quá sức là phong phú. Thấy đa phần là các em bắt chước nhiều hơn. Nó cứ nghe trên đó mà nó chơi theo đó. Rồi đâm ra nó cũng ít nói chuyện với người lớn nữa. Rồi nó không biết nói gì luôn. Có nhiều đứa nó cứ chăm chú vô cái điện thoại thôi à. Rồi nó lỡ những cái chỗ nào đó rồi nó nằm trong phòng cái rồi nó trùm mền nó cũng coi được nữa. Không kiểm soát nổi. Thì mình cũng về mình coi điện thoại, mình cũng để ý đấy, nhưng mà không thể nào kiểm soát hết được chị ạ. Hiện nay, lứa tuổi được tiếp cận Internet ngày càng trẻ hóa. Thời gian sử dụng cũng dần tăng lên. Tỷ lệ trẻ em được tiếp cận các thiết bị có kết nối Internet cũng ngày càng tăng. Nhiều trẻ bị tác động tiêu cực từ mạng xã hội đã làm hại chính bản thân. Thậm chí, nhiều em còn có hành vi cực đoan, bạo lực hoặc bị gạ gẫm, quấy rối tình dục. Tháng 4 năm 2021, tại Đồng Nai, một người lạ xưng là cán bộ công an nhắn tin qua Zalo với các nữ sinh tiểu học đề nghị quay clip nhạy cảm, sau đó gửi qua cho người này để được nhận trà sữa miễn phí. Trước đó không quá lâu, một nữ sinh 13 tuổi ở Long An đã tự sát vì bị bắt nạt trên mạng xã hội và ở trường. Và trong năm 2020, dư luận bàng hoàng trước sự việc bé gái 5 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh tử vong do dùng khăn voan tự treo cổ mình. Điều đáng nói ở đây là bé gái đã bắt chước hành vi này sau khi xem một chương trình hoạt hình trên YouTube. Điểm lại những vụ việc đau lòng trong thời gian qua trên mạng xã hội, chỉ vài phút lơ là của người lớn, những đứa trẻ đáng thương đã phải đánh đổi cả mạng sống. Internet là không gian thu nhỏ nhưng đa chiều, thế giới ảo nhưng gây tổn thương thật cho trẻ. Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam, ở các thành phố lớn trên toàn quốc, Việt Nam có đến 96,9% trẻ có sử dụng mạng Internet cho nhiều mục đích khác nhau như học hành, giải trí, tìm kiếm thông tin và chơi game. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 vừa qua, cuộc sống của hàng triệu trẻ em tạm thời bó hẹp trong gia đình và màn hình máy tính, TV. Trong thời gian này, học sinh học tập giao lưu nhiều hơn trên mạng Internet. Việc dành nhiều thời gian trên không gian mạng đã dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn đối với trẻ em như lộ thông tin cá nhân, xâm hại tình dục trẻ em, mại dâm và buôn bán trẻ em, bắt nạt trực tuyến, sử dụng quá mức và nghiện. Đáng báo động, theo báo cáo của Cục Trẻ Em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong quý 1 năm 2022, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 đã tiếp nhận hơn 202.000 cuộc gọi, tư vấn khoảng 10.600 ca, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm 2021. Theo các chuyên gia tâm lý, nếu những hành vi xâm hại ngoại tuyến khi kết thúc có thể tạm thời khép lại, thì những hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng, hình ảnh sẽ phát tán khắp nơi, có thể hiện hữu bất cứ lúc nào, gây tổn thương dai dẳng cho trẻ. Tuy nhiên, cha mẹ không thể cấm đoán con em mình, bởi đối với trẻ em, việc sử dụng Internet đã trở thành thói quen và là nhu cầu cần thiết phục vụ cho việc học tập, tra cứu thông tin,
đồng hành với trẻ trên không gian mạng là vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Định hướng nội dung như thế nào cho các em xem phim như thế nào, cái đấy là rất là quan trọng. Chúng ta không thể cấm trẻ tiếp cận với Internet được. Và thứ hai là cái kỹ năng ra sao khi mà tiếp cận với những cái thông tin đó, và cái quan trọng nữa đó là thời gian nữa để bố mẹ quản lý cái việc mà sử dụng mạng Internet. Việc giáo dục cho trẻ em những kỹ năng biết tự bảo vệ mình trên môi trường mạng cũng như những kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày đã được đặt ra. Song song với đó, rất cần một cơ chế sàng lọc kiểm soát thông tin độc hại đối với trẻ em. Để làm được điều này, cần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý công nghệ thông tin, các doanh nghiệp kỹ thuật số, nhà trường, và quan trọng hơn cả là mỗi gia đình. Thưa quý vị, cấm đoán và phán xét con trẻ là phương pháp đã lạc hậu trong xã hội hiện tại. Bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội không phải là kiểm soát nhiều hơn, mà chính người lớn phải tự học hỏi để bắt kịp, đồng hành, tránh những nguy hại mà trẻ em phải đối mặt. Hướng dẫn trẻ sử dụng Internet an toàn. 1. Chia sẻ thống nhất với phụ huynh và chấp hành những nguyên tắc sử dụng Internet, các thiết bị điện tử. 2. Cài đặt quyền riêng tư, hạn chế người xem với các tài khoản mạng xã hội. 3. Không cho người khác biết mật khẩu tài khoản mạng xã hội của mình, trừ bố mẹ. 4. Không đăng tải bất kỳ thông tin riêng tư, hình ảnh tự sướng, phản cảm hoặc những bài viết không phù hợp lên mạng xã hội. 5. Không có trách nhiệm cung cấp thông tin, hình ảnh hoặc cho người khác xem hình ảnh cá nhân qua webcam. Không đi chơi với người quen trên mạng mà không có sự đồng ý của phụ huynh. 6. Hãy bỏ qua, chặn và báo cáo những tài khoản có bình luận, gửi tin nhắn bắt nạt, bôi nhọ danh dự cá nhân hoặc đề cập đến những vấn đề nhạy cảm. Hỏi ý kiến bố mẹ trước khi tải, cài đặt bất kỳ phần mềm nào về máy tính, điện thoại. 7. Khi bản thân gặp những vấn đề khó chịu, lo sợ khi sử dụng mạng, hãy nhờ sự trợ giúp tư vấn từ bố mẹ hoặc bất kỳ ai tin tưởng và có khả năng giải quyết vấn đề. Gọi điện tới Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 để được trợ giúp. Thưa quý vị, mỗi dịp hè thường là từ giữa tháng 4 hàng năm đến trước năm học mới, ở Việt Nam xảy ra không ít vụ trẻ em đuối nước ở nhiều tỉnh thành phố. Điều này trở thành nỗi trăn trở của các bậc làm cha mẹ và cả cộng đồng xã hội. Theo số liệu thống kê, mỗi năm có khoảng hơn 2.000 trẻ em tại Việt Nam tử vong vì tai nạn đuối nước. Tỷ lệ này cao gấp 10 lần so với những quốc gia khác. Tính đến thời điểm hiện tại, dù mới vào hè nhưng đã có hàng loạt tai nạn xảy ra. Ngày 3 tháng 4, một nhóm học sinh nam và nữ tuổi từ 12 đến 15 rủ nhau xuống tắm tại hồ Suối Cát, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Trong lúc tắm, 4 học sinh nữ bị đuối nước, nên những người còn lại hốt hoảng bơi vào bờ cầu cứu người dân. Khi được tìm thấy và đưa lên bờ, 4 nữ sinh đã tử vong. Chiều 4 tháng 4, do không có tiết học ở trường, nên 5 em học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa rủ nhau đi tắm trên sông dẫn đến đuối nước và tử vong. Ngày 10 tháng 4, mãi là nỗi đau của chị Nguyễn Thị Huyền, xã Zle Gia, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, vì mất đi 2 con gái do tai nạn đuối nước. Đi làm về thì thấy họ hàng vợ chồng nhà kia bảo là thấy múa với rổ ở dưới ao ấy, thì xong là vợ chồng chạy xuống thì lúc nữa thì... Theo thống kê, từ tháng 1 năm 2022 đến nay, cả nước có 113 trẻ em tử vong do đuối nước. Đặc biệt trong 2 tuần cuối tháng 4 đầu tháng 5, có tới 14 trẻ tử vong do đuối nước. Theo Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đuối nước vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn thương tích và tử vong ở trẻ em. Thế nhưng, ngân sách đầu tư cho vấn đề này chưa được nhiều địa phương quan tâm. Phải truyền thông tới đầu tiên là gia đình. Gia đình và cái cộng đồng dân cư. Và đặc biệt là ngay chính trẻ em của các vùng miền khác nhau. Nếu mà chỉ nói là dạy bơi không mà đã ngăn ngừa được cái đuối nước ý, thì cũng không hẳn. Vì có những trường hợp thì dạy các em biết bơi. Thế nhưng các em biết bơi gọi là biết bơi thôi. Chứ còn nếu mà các em vẫn rủ nhau đến những cái nơi hồ ao sâu, nước chảy xiết, hoặc là khi mà bị đuối nước rồi lại cứu nhau không đúng phương pháp thì vẫn bị đuối nước. Theo Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo,
thực trạng cơ sở vật chất tại các trường học, đặc biệt là bể bơi, rất khó khăn, ảnh hưởng lớn đến công tác dạy bơi trong nhà trường. Năm 2021, tại các trường trung học cơ sở chỉ có 227 bể bơi trên 10.000 trường. Ở cấp trung học phổ thông chỉ có 108 bể bơi trên 2.649 trường. Kể cả đã có bể bơi tại trường học rồi, việc duy trì, bảo vệ, vận hành cũng gặp nhiều khó khăn. Các trường tư thục có thể duy trì khá tốt công tác này, nhưng với các trường công lập, kinh phí chi thường xuyên cho việc vận hành bể bơi khá eo hẹp. Trước thực trạng này, mới đây, Thủ tướng đã có công điện về tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tử vong tai nạn đuối nước, thương tích ở trẻ. Chủ động bố trí ngân sách của địa phương, vận động xã hội để phổ cập bơi cho trẻ em. Thưa quý vị, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, những năm gần đây, đuối nước vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và người chưa thành niên tại Việt Nam, chiếm tới 7,7% tổng số ca tử vong do tai nạn thương tích. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, mục tiêu phổ cập bơi lội cho trẻ em vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, để phòng tránh đuối nước cho trẻ vào mùa hè, xin mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây để có những kỹ năng và biện pháp cần thiết. Các biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nước. Trẻ em khi bơi phải được người lớn giám sát thường xuyên và không được rời mắt để làm công việc khác. Khi đi bơi phải có phao bơi an toàn. Không cho trẻ nhai kẹo cao su khi bơi. Không để đồ chơi ở bể bơi khiến trẻ cố giới. Luôn mang điện thoại để dùng khi cần. Dạy trẻ trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở kỹ năng biết bơi và an toàn trong môi trường nước. Các sông, hồ, ao phải có biển báo nguy hiểm. Ở nhà có trẻ nhỏ, tốt nhất không nên để những lu nước, thùng nước. Nếu bắt buộc phải có, nên đậy thật chặt để trẻ em không mở nắp được. Gia đình có hồ bơi nên rào kính xung quanh và cửa có khóa để trẻ em không mở cửa được, có hệ thống báo động khi trẻ em vào. Chương trình Đời sống văn hóa và gia đình xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.